Một người đàn ông tới ga tàu muộn so với giờ khởi hành đã vội chạy theo đoàn tàu để leo lên. Tuy nhiên điều đáng nói, người này lại bước hụt và ngã xuống khiến những người có mặt lo lắng. Theo hình ảnh từ đoạn clip được camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 14 tháng 12 tại nhà ga Solapur, bang Maharashtra, Ấn Độ. Thời điểm trên, một đoàn tàu đang di chuyển, bất ngờ xuất hiện một nhóm hành khách khoảng 5 người chạy đuổi theo để lên tàu. Trong số đó có một nam hành khách mang theo ba lô lớn. Khi cố chen lên tàu, người này đã vô tình bước hụt nên đã suýt ngã xuống đoạn đường ray phía dưới. May mắn những người có mặt đã kịp phát hiện, cùng nhân viên nhà ga chạy tới kéo người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nạn nhân trong vụ việc sau đó được xác định tên Ingo. Người này cho biết ông chuẩn bị nhảy lên tàu, bất ngờ một hành khách khác cũng có ý định tương tự khiến hai người vướng vào nhau nên ông bị ngã xuống. Sau vụ việc, ông Ingo không bị thương nặng. Ông đã gửi lời cảm ơn tới nhân viên nhà ga và những người có mặt khi đã giúp đỡ. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Ấn Độ. Nhiều ý kiến lên án hành động chủ quan của những hành khách đuổi theo đoàn tàu trong vụ việc. Có ý kiến cho rằng khi đã trễ giờ khởi hành nên chủ động dừng chờ chuyến sau, bởi khi tàu hoạt động lực kéo rất lớn, nếu lọt xuống đường ray rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.